xưa trong một năm 2020, một năm rất là khốn khó trong gia đình của Vũ Yên. Và trong gia đình Vũ Yên nhận thấy rằng trong cái kinh tế, trong công việc của mỗi thành viên trong gia đình hay là trong sức khỏe của các con, thì mỗi cái giai đoạn trong mỗi tháng đều có sự khó khăn, đều có sự bấp bênh ở trong đó. Nhưng ở trong Chúa thì gia đình thấy rằng cái sự bình an đó Chúa tể trị, Chúa bao phủ trong một năm qua, và mọi sự đều đã được Chúa thêm sức và Chúa gìn giữ gia đình. Tôi thấy sự bình an đó vượt quá sự hiểu biết của gia đình. Cảm ơn Chúa. Năm 2020 tuy sức khỏe không được tốt, nhưng cảm ơn Chúa vì cho sự bình an để có thể vượt qua giai đoạn này. Với tôi thì từ năm 2017 đến năm 2020, Chúa ban cho tôi sự bình an để giúp tôi có thể tin cậy, không lo lắng về tài chính, để có thể hoàn tất cái khóa học mà tôi đeo đuổi trong suốt 3 năm. Cảm ơn Chúa. Từ khi cô con dẫn con với bà con đi nhà thờ thì bà con tin Chúa và con cũng tin Chúa. Con rất vui vì được đến hội thánh thờ phượng Chúa và được cầu nguyện. Sau đó mẹ con cũng đi hội thánh và cũng tin Chúa. Từ đó tôi và gia đình tôi dần tìm ra được niềm vui và sự bình an trong cuộc sống. Cảm ơn Chúa vì năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với gia đình tôi. Nhưng mà trong năm, gia đình tôi cũng đón nhận một niềm vui, đó là David được chào đời trong sự bình an và bảo vệ của Chúa. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Khởi đầu năm 2020, tôi vừa mới tốt nghiệp và tôi rất hoang mang, bối rối, không biết mình phải làm gì, cũng không có kế hoạch nào cho mình cả. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng đã hoạch định mọi điều cho tôi. Và cuối năm nay, nhìn lại hành trình mà Chúa đã dắt tôi đi, tôi rất kinh ngạc về cách mà Đức Chúa Trời đã cho tôi có cơ hội để làm những việc thật ý nghĩa và giá trị cho những người xung quanh mình. Và tôi có sự xác quyết và tin chắc về những điều mà Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục mở ra cho tôi, để tôi được sống một cách có ý nghĩa và theo đúng mục đích mà Ngài đã tạo nên tôi. Cảm ơn Chúa. Vợ chồng chúng tôi dâng lời cảm ơn Chúa vì trong năm 2020 vừa qua, chúng tôi kinh nghiệm được sự tiếp trợ, sự bình an mà Chúa ban cho vợ chồng chúng tôi trong hôn lễ. Chúa Ngài tiếp trợ, Chúa Ngài ghi rê trên tài chính, và Chúa Ngài cũng chúc phước trên hôn lễ của chúng tôi diễn ra được tốt đẹp và theo ý muốn của Ngài. Cảm ơn Chúa, một năm 2020 đầy biến động thách thức, nhưng mà gia đình tôi có cái sự bình an, Chúa cho sự khôn ngoan, Chúa cho những kế hoạch mới, Chúa cho những cái sự biến đổi thích nghi lớn trong công việc kinh doanh để tôi tìm ra cái phương hướng phát triển cho những năm tới. Và tôi cảm ơn Chúa bởi vì sự bình an không đến từ bên ngoài những hoàn cảnh mà đến từ bên trong, và cho tôi thấy cái động lực, cái sức mạnh cho tôi được lời hứa của 2021 đầy tương lai và đầy triển vọng. Cảm ơn Chúa. We are both thankful to God for our marriage this year and the love and blessings we've received from Him. Also the support and the love that we have felt from the church the whole year. Cảm ơn Chúa, trong năm qua là năm mà tôi đối diện với bệnh tật rất là nhiều. Nhưng điều tôi cảm ơn Chúa đó là Chúa đã ban cho tôi sự bình an. Và chính sự bình an của Chúa khiến cho tôi vững lòng vì biết rằng Chúa sẽ làm những việc lớn hơn nữa, nhiều hơn nữa trên cuộc đời tôi trong năm tới.